chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Store. Thì hôm nay bên mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu bàn phím khá là mới, với về bên cửa hàng mình thôi. Thì đây là một chiếc bàn phím giả cơ, model của nó là KG860. Thì chiếc bàn phím này xuất xứ từ hãng Marvel. Các bạn có thể thấy đây, Marvel. Đây là một hãng sản xuất gaming gear khá là nổi tiếng, chuyên sản xuất bàn phím chuột, ghế gaming, rồi bàn nghe, rất là nhiều thứ. Thì hãng này khá nổi tiếng, cho nên chiếc bàn phím này là bên mình nhập khẩu chính hãng từ hãng Marvel này về. Các bạn có thể nhìn bên hộp của nó, nhìn vẻ ngoài hộp của nó thì chiếc hộp thiết kế cũng khá đẹp mắt, hơi mỏng một chút. Mặt sau thì có các thông số kỹ thuật cũng như là các đặc điểm của chiếc bàn phím này. Nhìn bên ngoài hộp thì các bạn có thể thấy là chiếc bàn phím này khá đẹp và đúng nào. Thì ngay bây giờ mình sẽ đập hộp, mở hộp chiếc bàn phím này ra cho các bạn xem bên trong của nó, cũng như là giới thiệu qua cho các bạn biết một số tính năng cơ bản của chiếc bàn phím này nhé. Giờ thì mình sẽ mở hộp nó lên. Cách mở hộp cũng tương tự như các bàn phím khác thôi. Bên trong là chiếc bàn phím Marvel KG860. Thì ở đây có một cái nhược điểm của chiếc hộp này, đó là nó không hề có mút xốp. Mình thấy là không hề có mút xốp để chống va đập khi mà vận chuyển. Cái này thì khi mà các bạn mua bên mình vận chuyển, bên mình sẽ thêm mút xốp. Chứ mà để hộp không như thế này thì đồ nặng đè lên là hư bàn phím. Ở đây sẽ có cái chỗ mà các bạn để bộ dây. Mình sẽ lấy cái bàn phím ra. Bên trong chiếc hộp này còn có một quyển sách hướng dẫn sử dụng, thông tin cũng như thông tin về chiếc bàn phím này. Các bạn sẽ tham khảo thêm về nó ở trong đây. Sẽ bỏ ra ngoài bên. Thiết kế hộp không có chống va đập, nó cũng hơi kỳ. Thì đây là chiếc bàn phím Marvel KG860. Các bạn có thể thấy thiết kế màu đen khá là đẹp mắt nào. Rồi bây giờ thì mình sẽ giới thiệu sơ qua chiếc bàn phím KG860 này. Thì đây là một dòng bàn phím giả cơ nha các bạn. Bàn phím giả cơ, phím nấm của nó rất êm và nhạy. Các bạn có thể nghe thử tiếng này, tiếng khá giống phím cơ. Tuy nhiên là phím nấm rất là êm tay. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là logo Marvel được dập khắc tĩnh điện ở đây, cũng như là các phím keycap của nó đều được khắc tĩnh điện hết, để chống bay, chống chày trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên là nó sẽ không có double shot, tức là các bạn dùng trong khoảng 3-4 năm thì bàn phím này nó cũng sẽ mờ đi. Mình sẽ đưa lên cho các bạn dễ nhìn thấy. Ở phiên bản này có một cái cải tiến là các bạn sẽ có 6 nút multimedia ở trên này. Nút play, nút tạm dừng, tới bài, rồi tăng giảm volume. Thì cái phím 6 phím multimedia này giúp các bạn, ví dụ như các bạn đang chơi game chẳng hạn, thì các bạn không phải áp tab ra ngoài YouTube mà các bạn tắt hoặc chuyển mạng khác. Thì các bạn chỉ cần sử dụng 6 cái phím này để các bạn nghe nhạc rất là thoải mái, vừa chơi game vừa chỉnh nhạc, nó rất là tiện lợi. Thì đây là một cái cải tiến của chiếc bàn phím KG860 này. Rồi giờ mình sẽ tháo thử một lúc cho các bạn xem bên trong. Đây, thì bên trong của nó là cũng sử dụng một kiểu phím chân cao su cho độ đàn hồi khá là cao, thiết kế khá giống phím cơ để tạo ra âm thanh. Rồi về phần keycap của nó thì mình sẽ cận cảnh một chiếc bàn keycap của nó cho các bạn xem. Thì đây là phím keycap của nó, từ khắc sâu tĩnh điện để chống bay, chống chày chúng mình sử dụng. Keycap thiết kế cũng khá đẹp mắt đó. Nói chung độ đàn hồi của nó rất là cao, và độ bền của phím cơ này lên tới 10 triệu lần nhấn nha các bạn. 10 triệu lần nhấn là gần như là bằng một nửa phím cơ rồi đó. Về số lượng các phím thì cũng tương tự bàn phím bình thường thôi, full size 104 phím. Ở đây thì mình sẽ có những cái miếng bảo vệ này, miếng dán bảo vệ trong quá trình vận chuyển tránh chày này, mình sẽ không lột nó ra. Các bạn khi mà các bạn mua về các bạn lột nó ra, các bạn sẽ thấy là màu đen của nó rất là đẹp mắt. Ở hai bên hông này thì có hai cái tay cầm giống kiểu tay cầm, nhưng mà mình cũng không biết chức năng của nó thiết kế như thế này làm gì. Cũng có thể để luồn lách dây cho nó gọn cũng được. Giờ mình sẽ coi giới thiệu mặt sau của nó. Thì về phần mặt sau của nó thì mình thấy là có một cái ưu điểm, đó là nó khá là đầm, bàn phím nó khá nặng nên khá đầm, cho nên là mặt sau của nó rất là bám bàn, hỗ trợ 4 mút cao su ở 4 góc, 4 sát góc luôn. Để khi mà các bạn sử dụng bàn phím, các bạn gõ mạnh á, thì nó cũng không bị trơn trượt ra khỏi bàn. Ở đây thì cũng có hai giá đỡ để các bạn nâng bàn phím lên. Đây. Ở chính giữa là thông tin của nó. Đây.
chính hãng cũng như là điện sử dụng rồi số seri của bàn phím. Okay. Theo mình thấy thì một số bàn phím thông thường trên thị trường thì nó khá là nhẹ, thì còn chiếc bàn phím này rất là nặng nha các bạn, nặng gần như là phím cơ. Cho nên là khi mà các bạn sử dụng á, các bạn đặt lên mặt bàn và các bạn gõ thì cảm giác nó rất là êm, nó rất là đầm tay và không có cảm giác là bàn phím bị rung lắc hay là nó nhẹ quá. Tức là khi mà các bạn ấn phím á, các bạn sẽ cảm nhận được lực ở trên tác động ở trên cái phím thôi, nó không có tác động rõ lên cả bàn phím như một số bàn phím cơ giá rẻ mà nó hơi cùi cùi một chút thì các bạn sẽ ấn không có đã tay. Ở trên cái bàn phím giả cơ này thì nó sẽ ấn lực tập trung vào ngón tay các bạn thôi đó. Cảm giác rất là thoải mái. Cuối cùng là phần dây của nó, thì phần dây dù này đây, dây dù cao cấp trang bị cục chống nhiễu đầy đủ và đầu cáp USB thì cũng khá là chắc chắn đấy, các bạn có thể thấy. Nói chung có dây dù là ngon rồi. Thì giới thiệu sơ về mặt bên ngoài của nó như vậy thôi. Ở đây thì mình sẽ tổng hợp lại một số chức năng chính của chiếc bàn phím này. Thì nó có 3 chức năng chính cải tiến mà các bạn nên sở hữu. Tức là nó sẽ có 6 phím multimedia ở đây đó, 6 phím multimedia để hỗ trợ các bạn vừa chơi game vừa nghe nhạc thoải mái nhất. Thứ hai là đèn LED RGB rất là thời thượng bây giờ. LED 7 màu, LED 7 sắc cầu vồng, lát nữa mình sẽ mở cho các bạn xem luôn đèn LED của nó. Và cái tính năng thứ ba cũng là cái anti nhất là nó có hỗ trợ 19 phím full anti-ghosting. Ở đây anti-ghosting thì tức là các bạn có thể chiếc bàn phím này có thể nhận một lúc 19 phím bấm một lúc đó. Thì đó là thuật ngữ khá là phổ biến với các bạn phím cơ. Thường là các bạn phím cơ thì nó sẽ có full anti-ghosting, tức là các bạn ấn một lúc 104 phím này là bàn phím nó sẽ nhận hết và nó không bị trùng tín hiệu nha. Các bạn đè một lúc cả 104 phím thì nó sẽ nhận hết. Còn chơi các bạn phím thông thường á thì hầu như là không. Với phím thông thường và phím cùi á thì các bạn ấn từng nút. Cho nên việc mà thực hiện các combo, các game khó khó thì các bạn sẽ cần những cái bàn phím mà nó sẽ có nhiều nút full anti-ghosting hơn. Thì ở trên cái bàn phím giả cơ này, KG360 này nó sẽ hỗ trợ 19 phím đó. Tức là các bạn có thể bấm một tổ hợp 19 phím và chiếc bàn phím này đều xử lý được và cho thông tin đầy đủ lên game đó. Đó là một điểm ăn tiền nhất của chiếc bàn phím này. Chức năng nó tương tự như phím cơ, tự nhiên là nó hơi thấp một chút. Thay vì full cả năng phím thì nó sẽ có 19 phím. Tuy nhiên là combo 19 phím là rất là ghê rồi. Đó là một chức năng mà các nhà sản xuất đưa thêm vào cho bàn phím của mình để tránh việc nhiều tín hiệu thôi. Tuy nhiên có một số bạn thì không biết tính năng này thì mình sẽ giải thích luôn rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng chiếc bàn phím này, mình sẽ cắm nó vô cái PC cho các bạn thấy đèn LED cũng như là mình sẽ cho các bạn thấy được cái trải nghiệm chơi game chiếc bàn phím là như thế nào nhé. Phần đèn LED của chiếc bàn phím KG360 này thì nó sẽ có một hệ thống đèn LED RGB khá là hot hiện nay, đó là đèn LED rainbow 7 màu. Như các bạn thấy thì đèn LED của nó được lồng các màu vào nhau rất là đẹp mắt, các màu lồng vào nhau cho các hiệu năng màu sắc khá là đẹp mắt. Tuy nhiên thì chiếc bàn phím KG360 này chỉ có một chế độ đèn LED, tức là nó không thay đổi đèn LED được. Ở đây thì cũng hỗ trợ thêm cả hệ thống backlight, tức là đèn LED hiển thị lên cả chữ để cho các bạn hoạt động được trong cái môi trường ban đêm hoặc là môi trường không có ánh sáng thì các chữ trên bàn phím đều hiện rõ. Video vừa rồi mình đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về chiếc bàn phím giả cơ KG360 này, các tính năng của nó và cách nó chơi game như thế nào. Mình cũng hy vọng là mình đã giúp các bạn có thêm được một sự lựa chọn nữa trong các dòng bàn phím giá rẻ, các dòng bàn phím giả cơ dưới 500.000. Thì theo mình thấy thì trong các dòng bàn phím giả cơ 500.000 thì chiếc bàn phím KG360 này được đánh giá là hiệu năng tốt nhất. Thì các bạn có thể tới trực tiếp hệ thống cửa hàng của Showroom Linkit Store để có thể trải nghiệm bàn phím này một cách chân thực nhất. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Nếu các bạn thấy clip này hay hãy like, subscribe kênh YouTube của là cái channel nhé. Chào tạm biệt các bạn.